đi học mà đi ngang qua nhà của mấy bà già chị mà nuôi ổng sợ ổng chết thì sợ được phải cắn. Phải như gì bây giờ em chơi cái cộng môn mấy chị cho nó yếu 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 với con gắn em chọi Dạ. xỉu Nó xỉu. đúng không, con ngỗng thì sao con gắn. Bữa nào mua gắn giả vậy nhà có bé nó nuôi ngỗng tốt. Em chào cả nhà mình, tối nay lên bộ gống gọng nha các chị ơi. Kiều đi xuống xe bị gì? Nó bị cái sợi gì ngay chỗ cái cục em nói đó, cái cục đó thay với cái sợi dây thay xuống đó hết 200 mấy. Tự nhiên dắt chiếc xe ra cái xong cái chạy vòng cái dắt trở lên tốn 200 mấy chục ngàn. Phải dây thắng đi cô ngon hả? Cái dây gì á chạy chưa chạy vừa đậu cái xe lên á là thắng cái xe lại cái hỏi anh ơi coi giùm em cái xe cái là ổng nói luôn cái xe bị vậy vậy nó thay đi là nó kêu lớn vậy đó. Chị hỏi thay lâu không, nó thay chắc cũng hơi lâu lâu rồi chị mới gọi em đó. Xe nó phải về nhà bà hết biết được lấy. Vào thôi cả nhà mình ơi. Ủa em mặc là bộ ống rộng dài nha cả nhà ơi, tối nay em lên bộ này cho cả nhà mình nha. Anh nó nghe bớt chưa chị nào chưa mua được bộ này thì tối nay cái chị tranh thủ cái chị mua nha cái chị, bộ này em còn ít thôi không có còn nhiều. Ủa sao cái màu cam nó lên màu gì kỳ vậy chị? Chị đi học về chưa? Chị đi học về chưa? Bữa nào uống cà phê? Bữa giờ thấy chết đi liên tục luôn á. Rồi, bộ em đang mặc là bộ quần ống rộng dài nha các chị, rất là đẹp luôn các chị ơi. Chị Cần Thơ rồi hả? Cuối tuần uống cà phê nha chị. Bộ em đang mặc là bộ ống rộng dài nha các chị, 185 ngàn một bộ, chất liệu vải su len và hàng thiêu trực tiếp giúp em rất là đẹp. Dạ, có gì em nhắn chị trước. Màu em đang mặc là màu cam đất các chị. Em có size từ size 1 đến size số 6, size cho cái chị 45 46 kg nha, đến 75 76 kg cả nhà mình mặc vừa. Rất là đẹp luôn. Facebook bữa giờ mất tương tác kinh khủng luôn mấy chế ơi. Like nữa, like 30 phút bị văng ra, like 30 phút bị văng ra mới ghê chứ. Mẫu này chắc ngày mai em phải quay mẫu cho mấy chị nữa quá. Các chị vào cho em xin một chấm nha các chị ơi. Tối nay lên thung Mỹ không? Không chị, tối nay không lên thung Mỹ. Tối nay em lên đồ ống rộng, đồ giả váy nha, với hàng cách tân rồi cho các chị, không có lên hàng không, em không có lên hàng thung Mỹ. Thung Mỹ chắc chưa mai đi chị, chưa mai lên thung Mỹ. Nhận hàng rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị Trần Dứt rất là nhiều. Cảm ơn các chị. Bộ này rất là đẹp luôn nè các chị, bộ này mặc vừa sang mà vừa đẹp nữa.
Màu em đang mặc là màu cam đất nha. Em lên màu cho cái chị luôn nha. Chị tranh thủ chốt bộ này đi. Bộ này đẹp lắm mấy chị. Bộ này mặc tôn dáng với lại là nó đẹp nữa. Chốt em màu này màu cà phê sữa cái chị. Chốt em màu này màu cà phê sữa nha. Rất là đẹp luôn, 185.000 bộ. Bộ ống rộng nha các chị, em đang mặc là ống rộng dài. Màu này màu tím lục bình các chị. Chốt em màu này màu tím lục bình. Em chào chị Hoa Lê, em chào cả nhà mình nhé. Rồi lên giúp em màu tím lục bình các chị ơi, tím lục bình. Chốt em màu này màu xanh coban. Chốt em xanh coban nha các chị, xanh coban. Size 1 đến size 6 các chị nha. Màu tím Huế đợt này rất là đẹp luôn nè các chị. Màu này đẹp quá chừng luôn. Quần này mặc giáo bà ba rất là đẹp nha. Cái chị đẹp nhà em, hồi chiều em thử rồi nha. Hồi chiều em mặc cái quần màu xanh coban với cái áo màu trắng hôm bữa hả. Cái áo màu trắng này nè. Rồi hộp dễ sợ luôn, rất là đẹp nha. Đó. Rồi lên giúp dùm em màu này là màu tím Huế. Chốt em tím Huế nha các chị, tím Huế. Màu này lên giúp giùm em là màu đỏ, màu đỏ đô. Chốt em màu đỏ đô, màu này đẹp nè. Đỏ đô cả nhà mình nha, đỏ đô em còn ít lắm. Đỏ đô còn được có vài ấy hả. Bộ giả váy em có chị, bộ giả váy em có. Rồi chị nào không có thích mặc giả váy thì cái chị có thể là mặc bộ này nha, giả váy em có luôn. Nhưng mà mẫu khác nha chị ơi, mẫu này thì không có giả váy, mẫu này thì em may ống rộng không à. Rồi màu đen cả nhà, đợt này em lên đen thiêu tím. Đợt này em lên đen thiêu tím cho các chị đẹp nhà em nha. Xuất sắc luôn. Lên giúp giùm em mã này là mã đen. Lên giúp em đen. Các chị coi nó có bị mờ không nhỉ các chị? Các chị coi nó có mờ không nhỉ? Đúng rồi, solen nha chị ơi. Chất liệu này là chất liệu vải solen rất là đẹp luôn. Màu xanh rêu giúp em cả nhà. Chốt em màu này là màu xanh rêu. Rất là đẹp. Rồi màu này là lên giúp em màu vàng. Mẫu này đẹp nên là chưa bao giờ em cứ lên cho các chị lên đi lên lại hoài. Đẹp lắm. Chốt em màu này màu vàng. Đẹp xuất sắc. Màu vàng nha. Em đang mặc là màu cam đó. Giả váy bông có chế. Giả váy bông cứ em, nhưng mà em có hàng cao cấp đây nha. Hàng 180.000 á chị. Hàng 185.000 hôm bữa. Em còn lô đó, lô mới về đó. Lô giả váy bông này nữa là hình như là em hết rồi. Giả váy bông thiêu đợt này nữa là sợ là hình như còn đợt này nữa là em hết rồi đó. Một bộ đen với một bộ tím Huế, size số 4 cho chị Thi Cúc Cao. Rồi em đang mặc màu này là màu cam đất nha các chị ơi. Màu cam đất giúp em nha. Rồi màu này là màu vàng đậm cả nhà. Chốt em màu này là màu vàng đậm. Màu vàng đợt này em thiêu lên màu đỏ cho các chị rất là đẹp luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Lên giúp giùm em mã này là mã vàng đậm nha các chị, vàng đậm. Quần ống rộng giúp em rất là đẹp luôn. Chốt em màu này màu vàng đậm các chị. Con đồ đẹp này rất là đẹp luôn nha các chị ơi. Chốt em màu vàng đậm. Rồi màu này lên giúp em màu xanh rêu. Chốt em màu này màu xanh rêu, cả nhà màu xanh rêu. Chốt em màu xanh rêu cả nhà. Đẹp lắm luôn. Chốt em màu xanh rêu nha. Lên với em màu xanh rêu. Bộ em đang mặc mở ben nha, được không hả? Được chị. Nhưng mà chị mua sao phải mở ben ra, mình mua mình lấy đúng size đi. Chị Như Ý Phụng. Mình cứ lấy đúng size đi chị, sao phải mở ben ra ạ? Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị, chốt em màu xanh rêu cả nhà, màu xanh rêu. Cái này mở được có 3 ben thôi chị ơi, không có mở được hết 4 ben đâu ạ.
Với lại là cái này là mở pen ra không được nha chế, tại cái pen này em có làm dấu rồi, thà nhấn pen vô nó sẽ đẹp hơn nha. Nhấn pen vô nó sẽ đẹp hơn là mở pen ra. Với lại là các chị mua các chị cho em cân nặng chiều cao đi, em lấy đúng size cho mình nha. Rồi lên giúp giùm em là màu đen cả nhà, màu đen. Quay cái quạt sức quay đi. Cho nó quạt cho lên. Sunrise size số 4 em chốt cho chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh. Em chào chị Oanh, lâu quá mới gặp chị. Bộ này đẹp nè chị, bộ này mặc là bao sang luôn á. Ống rộng nha, em đang mặc là ống rộng dài 185.000 bộ. Chất liệu vải xô lên em chào chị Xuân Mỏ. Lên với em đen đi cái chị, đen thiêu tím rất là đẹp luôn. Lên với em mã này là mã đen ha. Về cái chị thích gắn, cái chị có cái nút hay là có cái gì đẹp đẹp đó, cái chị gắn vô trong cái nhụy này cũng rất là ok nè. Rồi lên giúp giùm em cái này cái chị, chốt em đen. Lên với em mã đen nha. Rồi đỏ đô. Lên với em màu này màu đỏ đô. Đen 4 em chốt cho chị Hoa Lê. Chốt em màu đỏ đô. Trời, cái màu đỏ đô nó đẹp á, xuất sắc. Đẹp quá các chị ơi. Đỏ đô lên vàng quá xuất sắc luôn. Rồi lên giúp em màu đỏ đô nha các chị, đỏ đô. Mang đôi dép cao lên tí xíu nữa ha. Trời ơi dáng, dáng như người mẫu luôn mấy chứ. Đen 4 em chốt cho chị Hoàng Oanh. Chị nào mét 65 đồ trở lên đó các chị, em không có bảo đảm cái chiều dài đó mấy chị nha. Em không bảo đảm chiều dài mặc dù quần em đã may rất là dài rồi. Không, bữa nay em không có lên thiết kế. Mặc dù quần em đã may rất là dài rồi nhưng mà các chị hỏi là em vẫn trả lời chung luôn cho các chị luôn ha, là em không có bảo đảm cái chiều dài. Nên các chị mua thì các chị cân nhắc giùm em. Rồi lên giúp giùm em màu này màu đỏ đô, rất là đẹp luôn các chị, đỏ đô. Tại em không biết, em không biết cái chiều dài mấy chị thích tới đâu nên là em không có bảo đảm cái chiều dài cho mấy chị. Đỏ đô xe số 4 còn không Nguyên? Dạ còn. Đỏ đô xe số 4 em chốt cho chị Hoa Lê. Bà ba em hết rồi, chị Nguyễn Trinh Minh Minh này. Bà ba em chưa có lên lại đâu chị, em chờ lô mới về em lên luôn ha. Tại vì bà ba em đã lên lại một dòng sâu hôm cách đây 1-2 ngày. Nó cũng còn lẻ sai không à nên em không có lên lại. Màu tím Huế nha chị. Chốt em màu này màu tím Huế. 185.000 một bộ. Chốt em màu này màu tím Huế nha các chị, màu tím Huế. Màu tím Huế quá đẹp luôn. Quần này em may mà mấy chị còn chơi ngắn nữa là các chị đẹp nhà em không biết sao luôn đó. Quần này em may rất là dài. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị, tím Huế các chị đẹp nhà em ơi, đẹp quá. Cái màu tím này rất là đẹp nha các chị. Lên giúp giùm em màu tím Huế các chị ơi, tím Huế. Bộ này xuất sắc luôn. Các chị nhớ bấm theo dõi trang của em nha. Bình thường em like không có thông báo thì đúng giờ các chị vào các chị coi. Chứ không có bấm theo dõi trang rồi không biết cái trang nào trang của em luôn á. Facebook là nó bóp tương tác liên tục nha các chị, Facebook bóp tương tác liên tục luôn á. Đỏ đô xe số 2 còn không em? Chị Thanh Vân có đơn hàng nhớ để ý điện thoại giúp giùm em nha chị ơi. Đơn hàng em xả liên tục mấy đơn á, nên là có đơn hàng thì để ý điện thoại giùm em hả. Tiếng Huế xe số 4 còn không em? Còn. Tiếng Huế xe số 4 cho chị Trần Cảnh luôn. Đỏ đô xe 3, tiếng Huế 3 còn không? Đỏ đô 3 hết rồi chị. Tiếng Huế 3
Tỏ đô ba em hết rồi chị Dương Phan ơi. Em còn tím Huế cho chị à. Chị lấy qua màu cam đất đi. Em thấy màu cam đất cũng đẹp hết chứ. Màu cam đất hoặc chị chọn màu khác giúp em được không? Đỏ đô em hết nha chế. Em còn tím Huế không à. Rồi màu này màu xanh Coban giúp em cả nhà. Lên giúp em màu này màu xanh Coban nè. Có thiêu hình con công, thiêu hình con công là quần giỏ váy nha chế. Em đang mặc là quần ống rộng, còn cái mẫu thiêu công đó là quần giỏ váy, cái ống nó to hơn. Các chị đẹp nhớ bấm theo dõi cái trang hàng đẹp giá rẻ, viết in hoa có dấu hết giúp em, các chị nhấn theo dõi hoặc là các chị nhấn like tùy theo cái nút nó nổi lên á. Có một số chị thì bên Facebook của các chị nổi lên nút thích, có một số chị thì nổi lên là cái nick theo cái theo dõi. Các chị bấm vào đó. Để khi các chị tìm em sẽ rất là dễ nha các chị. À, cái nữa là Facebook đang bớt tương tác rất là nhiều và bớt thường xuyên luôn. Và bớt thường xuyên luôn, nó sẽ tầm khoảng 3 đến 7 ngày là các chị không có nhìn thấy cái Facebook của em và không có nhìn thấy thông báo gì hết. Thì các chị đúng giờ các chị vào các chị xem giúp em là 11 giờ trưa em like và 7 giờ tối cả nhà mình nha, hai khung giờ đó là em live stream hàng ngày. Quần giả váy lửng A ngày mai hay ngày mốt gì thì em lên chị. Có màu đen nha chị Thái Ngọc Duyên ơi. 185.000 một bộ. Em đang mặc là quần ống rộng dài. 185.000 một bộ cả nhà ơi. Không, áo bà ba em không có xẻ đinh cao đâu các chị. Xẻ đinh cao mặc không có eo. Xẻ đinh cao mặc không có eo đâu nha. Thường là áo bà ba em may như vậy là vừa và em chỉ may có một form đó thôi các chị. Chỉ may có một form đó thôi chứ em không có điều chỉnh nữa. Áo bà ba là sẽ không điều chỉnh nha. Chỉ có là do thợ nhấn cái band sâu hay là cái band cạn, cái band á là band sâu, band dày hay là band mỏng là nó rộng hay nó chật là do cái band thôi. Hoặc cái chị mặc ôm hay không ôm là do cái band thôi. Còn rập bà ba là em giữ nguyên nha. Tại vì á là xẻ đinh cao quá mặc sẽ không có cái eo. À, với lại em cũng không thích xẻ đinh cao nữa. Xẻ đinh cao cái chị mặc thấy cái thịt chỗ này nè, nó hở ra nhiều quá em không có thích. Đó nên là thường á là em may như vậy thôi nha. Chị có form một thôi nha mấy chị. Mấy chị đóng góp ý kiến á thì em có thể là em ghi nhận. Cái chị thích cao thì về cái chị có thể là tự chỉnh sửa cho nó cao lên. À, còn em là em không có thích cao. Chị ơi em không có bán sỉ nha chứ ơi, em chỉ bán lẻ thôi. Chị cần gì thì chị cứ mua trực tiếp trên live giùm em ha. Và em chỉ bán trên live stream thôi. Em không bán sỉ và em không có chụp hình cho khách lựa nha, chỉ bán live stream thôi. Rồi màu em đang mặc là màu xanh Coban cả nhà. Đợt này là lên đen thiêu tím đó chị Thái Ngọc Duyên. Form bà ba là em không có điều chỉnh nữa nha các chị ơi. Không có điều chỉnh nữa, từ xưa giờ em may là có một form một đó đó. Do là nhiều khi đợt này cái chị mặc cái form áo nó vừa hay là nó vừa hơn hay là sao đó. Chứ đợt đầu đó thì em không có điều chỉnh. Nó là chen nhau à. Chốt em màu này là màu tím lục bình. Không, tối nay em không có lên áo bà ba. Áo bà ba em không có lên nha các chị ơi. Áo bà ba còn lẻ lẻ sai không à. Em không có lên. Mới lên hồi qua em kia gì lên hết trơn luôn rồi đó. Rồi lên giúp em màu này màu tím lục bình các chị, rất là đẹp luôn. Chốt em tím lục bình. Cho em tím lục bình nha các chị, tím lục bình. Quá đẹp luôn các chị. Lên với em màu tím lục bình cả nhà mình. 185.000 một bộ, chất liệu vải solen giúp em nha. Hàng thiêu trực tiếp. Quần ống rộng. Cái bộ thiêu công mình còn có bao nhiêu đó. À, đúng rồi. Mẫu là hôm bữa bỏ vô luôn rồi đúng không? Mẫu chị đều xếp vô luôn rồi đúng không? Dạ, chất lượng. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu cà phê sữa cả nhà. Chốt em màu cà phê sữa. Mẫu này là chất vải solen chị. C
Sulan em mới bán cho mấy chị giá này nè, tại Sulan giá nó mắc. Cái bình thường giải giải la dong bình thường giá nó sẽ mềm hơn nha. Rồi lên cái em màu cà phê sữa cả nhà. Dạ em cảm ơn chị Hồ Huỳnh rất là nhiều. Còn màu nào nữa không ta? Đủ màu rồi đúng không bé? Xanh Coban. Rồi lên cho em màu này, màu xanh Coban cả nhà ơi. Ủa quên lỡ màu cà phê sữa. Chốt em màu này màu cà phê sữa. Đẹp quá. Tiếng lục bình size 4 cho bà nào bé. Em chào bà nào bé. Hết tiếng lục bình 4 luôn. Tiếng lục bình 4 cho bà nào bé là em hết nè. Các chị mua cái bộ này đi. Bộ này đẹp lắm luôn á. Bộ này về quần có thể lấy mặc với áo bà ba vẫn ok nha cả nhà. Không, bữa nay không có lên thun Mỹ. Có hổng người ta lên thun Mỹ mấy ngày luôn không chịu mua. Xong cái người ta hãy xuống kho cái mấy chế kêu lên thun Mỹ. Buồn thấy ghê. Thun Mỹ ngày mai ngày mốt gì đi chị. 185 ngàn một bộ cả nhà ơi. Bên em không có miễn ship chị. Phí ship 20 ngàn trên đơn nha. Không có miễn ship. Em bán cho các chị giá này và giá ship 20 ngàn là em không có miễn ship. Nó vuột rồi đó, nó vuột cái đó rồi đó. Này vuột cái này nè. Vuột cái này nè. Ui. Phá dữ vậy. Dạ chị thích cao thì chị về chị cứ xẻ thêm nha chứ ơi. Chị về chị cứ xẻ thêm không sao hết. Em cứ để nó xuống đó. Nó, em để vậy nó nặng nó vuột. Ừ, cho nó xuống luôn, cho nó nằm dưới đi. Có màu vàng nha chị ơi. Cà phê sữa 1m57-58kg xe 3 cho chị Sunmi. Còn bé phê sữa xe 3. Còn không quên. Cà phê sữa xe số 3 cho chị Sunmi My. Cà phê sữa xe số 2 cho chị My Quỳnh. Tiếng Huế xe số 3 còn không bé? Tiếng Huế 3 em chốt cho chị Dương Phan. Giá 185 ngàn một bộ. Cả nhà bộ này em có màu đen nha chứ ơi. Chị Dương phế liệu em thấy ở trong đây bơm hàng rồi chứ ơi. Đơn hàng gọi tới mấy ngày luôn không có bắt máy. Đơn hàng gửi tới gọi mấy ngày luôn không có bắt máy nha. Đơn hàng hoàn về bơm rồi. Em nói là thứ tư hoặc là thứ năm em lên cho mấy chị đó nha. Ngày mai nha chị ơi. Bộ em mặc đó là có tổng cộng là 1 màu, 2 màu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 màu. Màu cam đất 53kg, cao 1m54. Size số 2 cho chị Nguyễn Ngọc Hương. Bộ màu đen size số 3 cho chị Sơn My. Có màu vàng. Đầy đủ, ở bên đây đủ màu hết. Đen màu đen nè chứ ơi, đen thiêu tím rất là đẹp. Đen xe 3. Đen xe 3. Cam đất xe 2. Đơn này ngày mai mấy bạn nhà em sẽ gọi xác nhận đơn rồi đi đơn cho các chị luôn nha, sáng mai. Ngày mai em sẽ lên thun Mỹ cho các chị, chưa mai lên thun Mỹ. Mai em kinh nó lên. Hôm mai mình dính bộ đồ nghề mình xuống dưới like đi. Mai mà cái dính chưa lên đi. Khó quá. Dính chiếc kia đây cho nó dễ. Chị Nguyễn Ngọc Hương màu tím quế. Chị lấy tím quế ha, tím nào vậy chị Nguyễn Ngọc Hương ơi? Chị lấy tím quế hay là tím lục bình chứ ơi. Cà phê sữa xe số 5 cho chị Lo Nguyễn. Ok, chị Lo Nguyễn khách mới. Lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em đi chị. Đây là màu đen chứ đẹp. Màu đen lên tím rất là đẹp luôn nè.
lên với em là đen nha. Chị Lo Nguyễn khách mới lên con mạng chị cho kèm số điện thoại giùm em. À, tay dài cổ bao lăng xong em hết rồi chị Thảo Thảo ơi, chờ lô mới giúp em nha, em đang cắt lô mới đó chị. Chị Dương phế liệu bơm hồi nào? Bơm ngày 1 tháng 10. Em thấy ở đây nè, đơn ngày 1 tháng 10, gọi mấy ngày không bắt máy. Gọi mấy ngày không có bắt máy. Màu cà phê sữa size số 2 cho chị Nguyễn Ngọc Hương, đen 4 cho chị Trần Cảnh. Chị Nguyễn Ngọc Hương ơi, chị lấy màu tím lục bình hay là tím Huế vậy chứ ơi? Tím Huế nhờ. Đen mấy chị? Đen 4. Một bộ đen size số 1 em chốt cho chị Nguyễn Lý. Bà Lai em chưa có hàng chứ ơi, tím Quế size 2 cho chị Nguyễn Ngọc Hương, đen 2 cho chị Thái Ngọc Duyên. Lên với em màu này, màu xanh Cuban nha cả nhà, màu xanh Cuban. Chốt em xanh Cuban. Rồi chốt em màu này nha, màu này lên giúp giùm em là màu tím Huế. Đây là màu tím Huế nè các chị, rất là đẹp luôn. Màu tím Huế đợt này xuất sắc. Rồi màu đỏ đô. Đỏ đô lên vàng quá chừng đẹp. Lên giúp em màu đỏ đô nha các chị, đỏ đô. Chốt em màu đỏ đô ạ. Rồi màu này chốt giúp giùm em là màu xanh rêu. Màu xanh rêu, cả nhà màu xanh rêu. Tím Huế xe 5 em chốt cho chị Lo Nguyễn. Chị Lo Nguyễn chưa có số điện thoại nha. Chị Lo Nguyễn ơi, lên giúp em số điện thoại chị. Tím Huế 5 hết rồi chị ơi. Tím Huế 5 hết hả? Tím Huế 5 em hết rồi chị ơi. Cà phê sữa 5 còn không em? Cà phê sữa 5 còn. Chị Lo Nguyễn ơi, Tím Huế xe số 5 em hết rồi. Em còn cà phê sữa xe số 5. Chị vui lòng lên giúp em số điện thoại nha. Chị mặc size số 2 chị, 1m54 mà nặng 53kg là chị mặc size số 2. Nếu chị gọn người thì chị mặc size số 2, còn nếu mà mình lớn tuổi là 65 tuổi trở lên á thì mình mặc size số 3. Bộ quần ống nhỏ em không có chị. Đồ thiêu này ống nhỏ em hết hàng à. Hiện tại em chỉ còn hàng cách tân thôi. Lên với em màu này màu xanh rêu nha cả nhà ơi, chốt em màu xanh rêu. Chốt em màu xanh rêu nha các chị, màu xanh rêu. Rồi màu vàng nè, hồi nãy chị đẹp là hỏi em màu vàng nè. Vàng em thiêu lên đỏ rất là đẹp luôn. Chốt em màu này là màu vàng nha các chị, màu vàng. Chốt em màu này màu vàng, vàng này là vàng đậm đó chị. Vàng này mặc lên rất là đẹp nè. Chốt em màu vàng nha. Đây màu cam đất, xuất sắc luôn. Chốt em màu này màu cam đất cả nhà. Chốt em màu cam đất. Nãy giờ em lấy cho chị là size số 2 không đó chị? Chị là 223 bộ vậy đó. Cái chị khách mới mà mua từ 4 bộ trở lên vui lòng cọc cạc giúp em nha cả nhà ơi. Rồi em chốt đơn nha. Thôi mấy chị cứ nói là chị không biết cọc mà cạc. Rồi mua cạc đó là cái dễ nhất rồi đó. Còn chị nào chuyển khoản được cho em thì em cảm ơn. Cái chuyển khoản được là cọc là em cảm ơn rất nhiều. Còn chị nào chuyển khoản hết 100% luôn thì em miễn ship.
từ 4 bộ trở lên chuyển khoản hết 100% thì miễn ship nha. Không nha chị Cúc Nguyễn ơi, em thấy chị Lo Nguyễn, chị Lo Nguyễn được một bộ màu cà phê sữa size số 5 thôi nha chị. Rồi em hết rồi đó các chị. Em có nhiều màu đây thôi à. Màu vàng size số 2 cho chị Thanh Vân. Màu này lên với em màu cam đất nha. Em dơ lại cho các chị một lần nữa xong rồi em qua mẫu, em qua quần giả váy cho các chị. Rồi màu này lên với